cách dụ người yêu mua son mà không cần năn nỉ. Em nhỏ thôi. Son kháng nước nhưng không kháng dầu, có nghĩa là chăn uống chăn mới thôi. Suốt ngày nghe bà này hoài vậy. Đi toilet cũng nghe, đi ngủ cũng nghe, bị ám ảnh luôn á. Đẹp không? Thích màu nào chọn đi. Màu nào cũng đẹp hết trơn, khó chọn quá. Ôi bà ơi, khó chịu quá nè, bà chọn đi nè. Ủa? Anh mua cho em màu nào vậy? Ngày nào bà cũng bịch làm tôi ám ảnh, tôi phải mua cho bà đó. Ôi đó, không có lần 8 màu luôn hả? Tha hồ chọn luôn, một màu một son luôn. Trời ơi, có chọn gì nữa đấy? Màu son nè. À. Được tặng mày nữa hả? Đúng rồi. Được tặng một cái tẩy tế bào chết cho môi, một cái dưỡng môi nữa hả? Ờ. Trời ơi, được tặng một cái mặt nạ nữa hả? Sao sắp thấp, sao sắp dễ thương vậy? Thêm một cái cỏ nữa, thêm một cái mắt nước nữa. Ai đó. Hết ám tôi chưa bà? Để coi thử cái nào. Để em cho anh coi này, son đẹp như thế này mà không mua mới lạ. Này. Đâu? Toàn bộ son anh mua cho em toàn bộ là son mới hết trơn á. Mày coi này. Trời ơi. Đâu? Này coi này. Son an toàn nha. Có phiếu bảo hành hẳn hoi nè. Son không chì, an toàn cho cả mẹ bầu. Tôi có bầu ông cũng yên tâm tôi xài. Ok. Ok. Tôi nói coi cái son này ơi. Cái màu nó đẹp trời ơi. Lì lắm nha. Giữ màu 4 tới 6 tiếng luôn á. Môi khô môi thâm xài em này là bớt khô môi bớt thâm môi luôn á. Ngày nào em cũng coi bà riết em biết luôn mà. Mà giữ màu mà không những vậy nha, mà son này tô lên là trai mê biết màu chắc. Anh lên đi bật. Năm nay tôi đẻ con cho. Hèn gì. Sao năm tôi đẻ cho. Sao năm tôi đẻ. Hèn gì, ngày nào cũng coi bà. Trời sao màu nào cũng đẹp hết trơn á, mỗi màu một cá tính mà phải mua, phải đinh em này về để okay. Em mà bầu bì em xài em. Rồi hết ám tôi đi, hết ám tôi đi rồi. Đi.